Vâng, xin chào anh Đại Trần nha. À, xin lỗi anh, giờ em mới có thời gian em quay review con xe Tucson này nha. À, thì có gì anh thông cảm giùm em. Anh chị cần em quay video chi tiết xe gì thì cứ cho em xin một comment ở phía dưới nha. À, hôm nay thì em sẽ review đến anh con xe Hyundai Tucson 2017 1.6 turbo nha. Hiện tại xe này em đang bán với giá là 715 triệu nha anh Đức. À, như anh Đại Trần nha, Đại Trần. Vâng, xin lỗi anh nha. À, xe thì cũng được trang bị cho mình rất là nhiều chức năng rồi. Hiện tại cái dòng xe mà Hyundai Tucson á thì nó sẽ có tới 3 phiên bản nha anh. Máy xăng thì có 3 phiên bản 2.0 tiêu chuẩn, 2.0 đặc biệt và 1.6 turbo nha. Và một phiên bản là một phiên bản máy dầu nha anh. Thì hiện tại em đang review anh đến là con xe 1.6 turbo nha. Đó, 1.6 turbo xe thì đi được cho mình là 59.307 cây rồi nha anh. Xe thì mọi chức năng thì đều ok hết. Xe thì cao bao cho anh là không tông đụng, không ngập nước, cũng không làm máy nhé. Đó, anh chỉ cần nhìn vào những cái vô lăng này, nó vô lăng còn rất là mới nhé, nó không có cái chế độ mà sáng bóng hay là gì nha anh. Đó, nó không có cái độ hao mòn theo năm tháng nha. Tính ra là 2017 rồi mà chủ đi cũng rất là dữ dình này anh, đi mà mới có 59.000 cây, tính ra là đi cũng rất là ít nha. Đó, xe thì cũng được trang bị cho mình là hệ thống ga tự động này, cruise control này. Đó, những cái phím bấm tăng giảm âm lượng này, phím nghe này, nghe điện thoại, tắt điện thoại này anh. Đó, còn phím còi này, đó còi này, nó không có độ bóng bẫy gì cả. Đó, không có độ bóng bẫy hết nha. Đó, được trang bị cho mình là hệ thống cân bằng điện tử rồi nha. Đây là mở cấp điện tử này anh. Đây, mở cấp điện tử sáng đèn. Đó, cái tắp bi này, tắp bi. Những cái phím bấm cũng không có cái độ hao mòn hay là bị mờ đi nha. Bị mờ đi nha. Hay là nó sáng bóng lên đó, nó vẫn còn như tình trạng ban đầu vậy đó. Xe thì cũng có trang bị cho mình thêm hệ thống dẫn đường rồi nè. Cái đây gọi là báo tốc độ nha, đây là báo tốc độ này, cũng có cảnh báo tốc độ khi mình hoạt động trên đường nha, cũng rất là an toàn cho xe cho mình khi mình đi những nơi ra tỉnh đó, đi ra tỉnh. Hệ thống cân bằng điện tử nè. À, hệ thống phanh tay điện tử nha, phanh tay điện tử, xin lỗi anh, cân bằng điện tử là em có báo rồi, phanh tay điện tử này. À, phanh tay điện tử, hệ thống lái này, hệ thống lái thì nó có chế độ Eco này, Sport này, đó, Eco Sport, Auto Hold, cảm biến dê, độ đêm ngang dốc, xe cũng có mấy cái vết chày chỗ đây nha, có mấy vết chày, chỉnh đó, điều hòa độc lập nha, hai vùng độc lập, bên tài bên phụ. Chỉnh quạt này, chế độ này, chủ cũng trang bị cho mình thêm một cái camera hành trình rồi nha, camera hành trình rồi mà cũng chỉ biết sử dụng thôi, nên là mở cửa sổ chơi toàn phần thì máy dầu hay là 2.0 đặc biệt hay là 1.6 turbo đều có hết nha. Đó, đây là tổng thể nội thất ở trong. Đó, chức năng đồ là ghế này, chỉnh điện này, ghế còn rất là mới nha. Đó, ghế là móc mới nên không có cái độ mà nhăn nheo gì nhiều. Đó, nhăn nheo gì nhiều đâu nha. Đó, xe ghế đồ mới tinh. Đó, còn rất là sáng. Màn tại 1.6 turbo này mà em bán có 715 triệu là giá thành quá là ưu đãi cho anh rồi nha. Đó, kêu kỹ rồi em đều kiểm tra như riêng như bản hết, ốc đồ như riêng như bản nha. Thì nó cũng có mấy cái chày xước này, mấy cái chày xước như thế này. Thì em khuyên mình thì không nên đánh, không nên tuốt đâu. Mỗi lần tuốt là cái mạng lớn như vậy này, tuốt rồi nó bị 1-2-3 tháng sau nó lại đổi màu khác thì rất là xấu. Nhưng mấy chỗ này thì đánh lấy thì chỉ đánh bát sơ qua thôi nha, bát sơ qua thôi, bát sơ qua thôi cho nó mờ dần thôi nha. Đó, anh ngồi nhìn sau này, dày ghế phía sau này. Đó, mới ghế phía sau này rất là mới nha, hầu như là ít ngồi lắm anh. Đó, ít ngồi lắm. Đó, chỗ để cốc sau này rất là rộng rãi nữa nha, rộng rãi này. Có gian lạnh sau, gian lạnh sau nữa, thấp bi sau, keo chỉ. Có keo chỉ thì anh yên tâm, và đem được kiểm tra đầy đủ hết rồi. Loa của sổ chơi toàn phần. Đây là cái khóa vặn chỉ em nha. Nhiều khi ở trong mình khóa lại, mình ngồi trong mình không mở ra được đó, thì anh chị có thể kiểm tra lại chỗ đây, mình vặn lại để mình mở bên sau nha.
À, lớp á, lớp thì chủ cũng đã thay cho mình bốn ngoại lớp rồi nha, bốn ngoại lớp machining rồi, nó còn rất là dày, rất là dày, nên về cái độ lớp thì anh không cần phải làm thêm gì nữa đâu. Thì bình thường là 5 bạn 6 bạn là bắt buộc phải thay lớp rồi, mà chủ đây họ cũng thay lớp cho mình rồi, về mình đỡ tốn khoản chi phí thay lớp nha. Thì mâm thì nó có mấy cái dấu vết chày như thế này, mấy cái dấu vết chày như thế này. Anh không thích thì em có thể phay lại cho anh nha, phay lại cho anh. Đây là tổng thể xe bên ngoài nha, cũng được trang bị cho mình là cảm biến dê rồi nè, cảm biến dê turbo, cảm biến dê. Em cứ quay một vòng quanh xe trước nha, vòng quanh xe. Xe thì là một cũng có mấy dấu vết chạy xước nha, chạy xước này thì không đáng kể đâu anh, cái này thì anh chỉ có thể mua hõm á, mua cái chén á, gọi là hõm tay á, ốp vô cho nó sang cho xe hơn chút cũng được. Đó, nó có mấy dấu vết chày nè, dấu vết chày có cảnh này, xi nhan trên gương nha, xi nhan trên gương đầy đủ hết rồi. Xe là rất là an toàn nha, cảm biến trước cảm biến sau đều có đầy đủ hết nha anh chị. Đó, đóng đèn bi nè, đèn led đèn ngay nè, tấm đèn gầm nha anh chị, tấm đèn thì rất sang nha, ga lăng. Keo, nói chung xe này về anh chị mua thì em đều có thể vệ sinh lại và làm lại theo đúng ý anh chị nha, nên anh chị yên tâm. Đây là đèn đủ nên nó có rửa kính nè, có rửa kính, rửa kính có mấy vết chày. Bốn ngoài lớp thì thay hết bốn ngoài lớp này chi lên rồi, lớp còn rất là dài. Đúng. Mâm thì có chày nha, mâm thì có chày. Thì xe cũ thì mình không thể nào 27 đâu, không thể nào tránh khỏi được mấy cái vết chày này được đâu nha anh, tình cảm như mình này, được cái này nội thất còn rất là mới, rất là mới. Cấp điện nha, cấp điện, cấp điện, mấy khung xương đồ này, ốc đồ này em kiểm tra hết rồi, như riêng như bạn hết. Lớp sơ cua chưa hạ nha, đặc biệt lớp sơ cua chưa hạ này, này. Lớp sơ cua chưa hạ mới tinh, sơ cua chị thấy có bể sáng rồi. Mâm này có dấu chày nè, là đỡ hơn, lớp rất là dày nha. Lắp bì đồ mới sáng lắm chị, ốc đồ này rin nè. Ghế là ghế chỉnh điện bên tai này đủ hết luôn nha. Anh chị thấy ghế không, ghế này. Anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp tới em nha, 0979325679.